Xin chào các bác, bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt tiếp back cho dây cung mưu. Chúng ta đã có một cái dây cung mưu tiêu chuẩn. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng để đo. Bắt đầu bằng lúc số 2, chúng ta kẹp chân lúc. Và chúng ta sẽ đẩy cái phần dây cung lên phía trên để tạo ra một cái độ nghiêng 5 độ. Bắt đầu từ chân lúc số 2, chúng ta sẽ ướm vào cái sơ đồ đo của chúng ta và được 5 độ. Chúng ta sẽ bẻ lần lượt từng cái lúc một, từng vị trí lúc một, kẹp chân lúc và đẩy cái phần dây cung chính lên phía trên từng phân đoạn một, và mỗi lúc từ lúc số 2, lúc số 3, lúc số 4 lên 5 độ. Chúng ta sẽ làm tương tự như vậy đối với phần dây cung phía bên đối diện. Sẽ làm đường tương tự như vậy đối với dây cung đối diện. Chúng ta nhìn từ phía bên sang. Nếu mà các lúc được bẻ một cách chính xác lần lượt như vậy thì chúng ta sẽ có một đường cong trơn tru, tạo ra được một đường cong trơn tru, và chúng ta sẽ, điều quan trọng đó là sẽ phải có sự cân đối giữa hai bên. Chúng ta sẽ ướm lại ở trên mẫu hàm. Với mẫu hàm thạch cao thì chúng ta cũng đã có cái lấy dấu với mắc cài, và chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này. Nó được cong đều từ cái lúc số 2 trở lên. 2, 3, 4, 5. Đây là kích hoạt tiếp bách. Rất đơn giản.